Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Trung online cùng tiếng Trung Bảo Anh. Và hôm nay sẽ là bài học cuối cùng của chương trình về nội dung công việc, các bộ phận liên quan đến công ty giày da. Và tiếp sau đây chúng ta sẽ học nội dung công việc của các bộ phận hậu cần hành chính, ví dụ như QC, quản lý sản xuất, kỹ thuật khai thác và in xoa. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài học chi tiết nhé. Phần đầu tiên đấy là bộ phận in xoa, ép nhiệt. Chúng ta có các công đoạn sau. Công đoạn đầu tiên là công nhân bóc tách pha cắt. Chái toàn chứa khai bu vệ yuán cung. Chái toàn chứa khai bu vệ yuán cung. Ở mỗi câu này thì chúng ta có động từ. Đấy là động từ bóc tách. Đấy là chứa khai. Bóc tách ra. Khai mà, bóc tách ra. Tiếp theo là từ pha cắt. Pha cắt như đã học ở bài trước thì chúng ta có từ chái toàn. Chái toàn. Tiếp theo mẫu câu số 2 là công nhân bốc sửa khung ép nhiệt. Ban yun xiu lǐ rè yà khuang yuán cung. Ban yun xiu lǐ rè yà khuang yuán cung. Trong câu này thì mình có ba động từ, đấy là động từ bốc vác này, động từ sửa và động từ ép. Trong đó thì mình có từ bốc vác là ban yun. Ban yun nghĩa là vận chuyển đi, đấy, vận chuyển lại. Tiếp theo là sửa, xiu lǐ. Xiu lǐ là từ sửa, sửa chữa. Tiếp theo là từ ép. Ya, ép, ya. Và chúng ta có các danh từ như khung. Khung là từ khoang. Đấy, khoang. Tiếp theo mẫu câu số 3, công nhân bấm bộ vị ép nhiệt. Ú chưa phân tinh quầy yuán cung. Ú chưa phân tinh quầy yuán cung. Trong câu này thì mình có từ bộ vị. Bộ vị hay là cái vị trí ấy. Tinh quầy, định vị. Bộ vị trí tinh quầy. Tiếp theo mẫu câu số 4, công nhân dán bộ vị ép nhiệt. Thia ú chưa phân bu vệ yuán cung. Thia ú chưa phân bu vệ yuán cung. Thì trong câu số 3 và câu số 4 thì mình có bộ vị ép nhiệt, đấy là ú chưa phân tinh quầy, đấy là cả cụm của nó, cái tên riêng của nó. Ú chưa phân bu vệ hoặc là tinh quệ đều là cái bộ vị, vị trí. Tiếp theo mẫu câu số 5 là công nhân vận hành máy lăn keo. Của treo chi thao chủ yuán. Của treo chi thao chủ yuán. Trước đó đấy mình có từ lăn là của, lăn qua lăn lại. Của treo chi là máy lăn keo, vận hành quen thuộc rồi. Thao chủa. Đến mẫu câu tiếp theo, công nhân dán hàng in xoa. In xoa thia hứa yuán cung. In xoa thia hứa yuán cung. Thì mình có từ in xoa là in xoa. Và dán, dán hợp đấy. Thia hứa, đúng không ạ? Tiếp theo mẫu câu số 7, công nhân sấy vá hậu in xoa. Hung can hậu trần yuán cung. Hung can hậu trần yuán cung. Trong câu này thì mình có hai động từ là động từ sấy và động từ vá. Đấy. Thì trong đó mình có từ sấy là từ hung, đúng không ạ? Sấy khô là hung can. Can là khô mà. Hung can. Tiếp theo là từ vá. Từ vá là từ trần. Trần. Vá hậu. Vá hậu là vá ở đằng sau ấy. Thì mình có từ hậu trần, được chưa? Tiếp theo mẫu câu số 8, công nhân phối hàng. Pay liệu yuán cung. Pay liệu yuán cung. Phối hàng hay là câu này là phối liệu này. Pay liệu là liệu. Pay là trong từ phối, phối hợp, pay hứa. Tiếp theo mẫu câu số 9 là công nhân rửa khung in xoa. Xỉ quáng bản yuán cung. Xỉ quáng bản yuán cung.
Thì mình có xỉ là rửa, quen thuộc rồi. Khung là quáng bản, chưa? Quáng bản là khung. Tiếp theo mẫu câu số 10. Công nhân vận hành máy chặt vải PU chặt hai lớp trở lên. 材布料 PU 机操作员. 材布料 PU 机操作员. 材两层以上. 材两层以上. Thì trong câu này mình có từ chặt này, trái chặt này, cắt này. Bù leo là vải. Bù, bù là vải. Leo là liệu, cái liệu bằng vải đấy ạ. Thì trái bù leo là chặt vải. Tiếp theo là hai lớp. Hai lớp hay hai tầng ấy ạ. Liàng tầng. Liàng tầng. Ý sang. Ý sang nghĩa là trở lên. Tiếp theo mẫu câu số 11, công nhân sửa làm khuôn yên xoa. Siêu lý chư chỗ quáng bản nguyên công. Siêu lý chư chỗ quáng bản nguyên công. Thì câu này mình cũng có hai động từ, là động từ sửa là siêu lý, mình đã học ở trên rồi. Tiếp theo động từ làm là chư chỗ. Nó tương đương với từ chỗ, đúng chưa? Chư chỗ là làm. Khuôn yên, quáng bản. Đấy. Tiếp mẫu câu số 12 là công nhân đứng máy ép nhiệt. Ú chưa phân chi chua yệ yuán. Ú chưa phân chi chua yệ yuán. Mình có máy ép nhiệt. Máy ép nhiệt mình đã học ở trên là ú chưa phân chi, đúng không ạ? Ú chưa phân chi. Đấy. Tiếp theo là mẫu câu số 13, công nhân máy ép cao tần in xoa. Cao châu bùa chi xua yê yuán. Cao châu bùa chi xua yê yuán. Thì trong này mình có từ ép cao tần. Cao châu bùa. Máy ép cao tần. Cao châu bùa chi xua yê yuán. Nghĩa là công nhân vận hành, công nhân thao tác. Tiếp theo bộ câu số 14 là công nhân làm phim in xoa. Chư chua phây lín bản nguyên công. Chư chua phây lín bản nguyên công. Trong này thì mình có từ, trong này mình có từ làm là từ chư chua. Phây lín bản là phim in xoa. Phây lín bản. Phây lín bản. Phim in xoa. Tiếp theo là mẫu câu số 15, công nhân lĩnh liệu. Công nhân lĩnh liệu nhập phát hàng. Công nhân lĩnh liệu nhập phát hàng. Lĩnh liệu nhân công. Lĩnh liệu nhân công. Chu chín. Lĩnh liệu nhân công. Chu chín hua. Lĩnh liệu nhân công. Chu chín hua. Thì trong đó mình có từ lĩnh liệu. Lĩnh liệu nhập phát hàng. Nhập là chín, phát hay xuất là chu. Nhập phát hàng. Chu chín hua. Tiếp theo mẫu câu số 16, công nhân thao tác máy in xoa tự động. Tự động in xoa chi thao tác nhân công. Tự động in xoa chi thao tác nhân công. Tự động in xoa chi thao tác nhân công. Thì trong đó mình có từ tự động. Tự động là tự động. In xoa chi. Tự động in xoa chi là máy in xoa tự động. Thao tác, công nhân thao tác. Thao tác nhân công. Tiếp theo mẫu câu số 17 là công nhân pha sơn in xoa. Công nhân pha sơn in xoa. Giảo bàn in xoa dầu chi nhân công. Giảo bàn in xoa dầu chi nhân công. Thì trong này mình có động từ pha sơn. Giảo bàn. Giảo cũng nghĩa là mình quấy. Đấy.
搅拌，搅拌了quấy quắng. Dấu chi, trong tiếng Mình có từ dấu chi là sơn. Dấu chi là sơn. Tiếp theo là mẫu câu số 18. Công nhân in xoa. In xoa yuán cung. In xoa yuán cung. Chúng ta đi mẫu câu tiếp theo là mẫu câu số 19. Công nhân QC cố định. QC cố định nhân công. QC cố định nhân công. Thì trong đấy mình có từ cố định là cố định, dạ, cố định, cố định. Mẫu câu số 20, công nhân QC phòng keo. Công nhân QC phòng keo. Treo sợi phán QC nhân công. À, và đây là các công đoạn của bên bộ phận QC nhé. Từ mẫu câu 19 này, 20 này. Công nhân QC bằng keo thì mình có từ treo sợi phán QC nhân công. Thì mình có phòng keo. Keo là treo sợi. Phòng là phán mà. Phòng keo là treo sợi phán. Tiếp theo công đoạn số 3 của bộ phận QC là QC cải thiện. QC cải sản. QC cải sản thì mình có từ cải thiện đấy, cải sản. Tiếp theo mẫu câu số 22, công nhân QC lưu động. QC liếu tùng nhân công. QC liếu tùng nhân công thì trong đấy mình có từ lưu động là từ liếu tùng. Đấy, có thể lưu động. Tiếp theo công đoạn QC kiểm hàng kho. Kiểm tra trang khu tài liệu. QC nhân viên. Kiểm tra trang khu tài liệu QC nhân viên. Thì bên bộ phận QC là bộ phận kiểm tra chất lượng. Đấy, QC có nghĩa là viết tắt của từ tiếng Anh quality. Đấy. Thì trong câu này mình có từ kiểm, kiểm tra là từ kiểm tra. Kho là trang khu. Hàng nguyên vật liệu là tài liệu. Tiếp theo công đoạn tiếp theo là công nhân QC phòng kiểm hàng. QC kiểm hóa phòng. QC kiểm hóa phòng. Phòng kiểm hàng là kiểm hóa phòng. Công đoạn tiếp theo của QC là công nhân QC kiểm tỷ lệ. QC chu kiểm nhân công. QC chu kiểm nhân công. Thì mình có từ châu kiểm. Châu có nghĩa là rút mà. Rút ra để kiểm tra chất lượng. Tiếp theo là mẫu câu số 26. Công nhân QC kho BC. Thì mình có BC trang QC nhân công. Đấy, câu này đơn giản rồi. Trang trong từ trang khu là kho mà. Thì kho BC là BC trang. Tiếp theo là công nhân MQA. MQA nhân viên. MQA là viết tắt của tiếng Anh bên bộ phận kiểm tra chất lượng. Tiếp theo công đoạn cuối cùng của bộ phận QC là công nhân QC phòng thí nghiệm. QC thử nghiệm sư nhân viên. QC thử nghiệm sư nhân viên. Thì mình có phòng thí nghiệm là thử nghiệm. Thử nghiệm sư. Đấy. Thử nghiệm là thí nghiệm. Sư nghĩa là phòng. Tiếp theo chúng ta đến bộ phận số 3 là bộ phận tổng vụ, tổng u. Thì mình có công việc là công nhân vệ sinh xí nghiệp cơ quan. Công trạng chinh chế công. Công trạng chinh chế công. Thì trong đấy mình có xí nghiệp cơ quan hay là công xưởng thì mình sử dụng từ công trạng. Chinh chế công. Chinh chế công là công nhân quét dọn vệ sinh. Công đoạn thứ hai là công đoạn công nhân giặt là dọn phòng ký túc xá. Su sư chinh chế công. Su sư chinh chế công. Thì mình có từ su sư là ký túc xá. Chinh chế công là công nhân dọn dẹp vệ sinh tất cả các việc như là giặt là dọn phòng. Công đoạn tiếp theo là công nhân thu hồi vận chuyển rác. Sâu chí ban yun lưa sửa nhân công. Sâu chí ban yun.
Trong câu này thì mình có thể sử dụng từ lưa sửa, hoặc là theo mẫu của mình thì mình có thể sử dụng từ la chi. La chi nhá. La chi yuan gong. La chi yuan gong. Tiếp theo, công đoạn tiếp theo là công đoạn công nhân phụ việc trong nhà bếp, phụ bếp. Yuan gong zai chú phòng lǐ xiě zhù. Yuan gong zai chú phòng lǐ xiě zhù. Thì mình câu này mình có từ nhà bếp là từ chú phòng. Phụ việc. Phụ việc là xiě zhù. Đúng chưa? Hay mình còn gọi tắt là phụ bếp. Đấy. Công đoạn tiếp theo của bộ phận tổng vụ là công nhân kỹ thuật cắt cây cắt cỏ. Đấy. Cưa chảo cưa sụ tờ chi sụ yuán công. Cưa chảo cưa sụ tờ chi sụ yuán công. Thì mình có từ cưa là từ cắt, cây là sụ và cỏ là chảo, cắt cây cắt cỏ. Cưa chảo cưa sụ. Thì chúng ta biết là trong nhà máy thì bộ phận tổng vụ là bộ phận quản lý về vệ sinh này, môi trường, vệ sinh môi trường, vệ sinh ký túc xá, cơ quan và cây cối. Đấy, dọn dẹp, cắt định kỳ. Tiếp theo là mình có công nhân xây dựng. Chi chèn yuán công. Chi chèn yuán công là xây dựng, chi chèn giống như kiểu xây dựng cơ sở vật vật chất này, cơ sở hạ tầng, thì mình viết tắt từ chi chèn. Công đoạn tiếp theo của bộ phận tổng vụ là công nhân trực tiếp nấu bếp hay còn gọi là đầu bếp. Chứ chia chủ phản yuán công. Chứ chia chủ phản yuán công. Chú sư. Chú sư. Trực tiếp là gì? Là chứ chia. Gián tiếp là gì? Là chiên chia. Nấu cơm là chủ phản. Đấy. Và mình gọi tắt là chú sư, đầu bếp. Công việc cuối cùng của bộ phận tổng vụ là công nhân lái xe nâng. Cha chưa sư chi. Cha chưa sư chi. Thì trong đó mình có từ xe nâng là từ cha chưa. Cha chưa. Và sư chi rất quen thuộc là lái xe. Chúng ta sang bộ phận thứ tư là bộ phận kho nguyên liệu. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn bốn công đoạn cơ bản của kho nguyên liệu. Công đoạn thứ nhất là công nhân chuẩn bị liệu. Bày liệu yuán công. Chuẩn bị là chuẩn bày, thì mình viết tắt bằng từ bày. Công đoạn thứ hai là công đoạn công nhân vận hành máy bồi. Thia hứa chi zuo ye yuán. Thia hứa chi zuo ye yuán. Thì mình có từ vận hành là từ chu ye hoặc là từ chao chu. Như các bài trước mình hay dùng từ chao chu. Thia hứa chi là máy bồi, hay gọi là máy dán. Công đoạn thứ 3 của bộ phận kho nguyên liệu là công nhân lái xe nâng. Giống như ở trên bộ phận tổng vụ, cha chưa sư chi. Cha chưa sư chi. Công đoạn cuối cùng là máy trưởng máy bồi. Thia hứa chi chi trảng. Thia hứa chi chi trảng. Thì trong đó mình có từ máy bồi rồi. Thia hứa chi. Chi trảng là máy trưởng, cái người trưởng đấy. Thì mình có từ chi trảng. Chúng ta tiếp theo đi đến công đoạn của bộ phận sân quản, hay còn gọi là bộ phận quản lý sản xuất. Công đoạn đầu tiên là công nhân bảo dưỡng dao khuôn. Công nhân bảo dưỡng dao khuôn. Bảo dưỡng dao mũ chư yuán công. Bảo dưỡng dao mũ chư yuán công. Thì trong đó mình có từ bảo dưỡng là bảo dưỡng. Bảo dưỡng dao là tao. Và khuôn là mũ chư. Mũ chư. Tiếp theo mẫu câu số 42 là công nhân thu phát form khuôn định hình. Sâu pha xuyên thấu yuán công. Sâu pha xuyên thấu yuán công. Thì cái từ form như mình đã học ở công
của bộ công đoạn của bộ phận hoàn chỉnh. Có từ form là từ xuyên thấu, nên mình có từ form xuyên thấu. Sâu pha, sâu là mình thu, sau rồi pháp, sâu pha là thu pháp. Tiếp công đoạn số 3 của bộ phận xương quản là công nhân thu phát dòng liệu. U liếu sâu pha liệu rấn yuán. U liếu sâu pha liệu rấn yuán. Câu này thì mình có từ dòng liệu. Dòng liệu có nghĩa là cái nguồn nguyên vật liệu, mình gọi tắt là u liếu sâu pha thu phát. Công đoạn tiếp theo là công nhân đứng máy bảo thớt. Xuê chân bản nguyên cung. Xuê chân bản nguyên cung. Thì ở đây mình có từ bào, bào hay là cắt gọt ấy, thì mình dùng từ xuê thớt chân bản. Dạ. Công đoạn tiếp theo là công nhân điều phối dòng liệu. U liếu thiếu phây nguyên cung. U liếu thiếu phây nguyên cung. Thì mình có từ dòng liệu là u liếu, điều phối, điều chỉnh. Đấy. Điều chỉnh làm sao mà cho nó tốt, phối kết hợp. Vì đây bộ phận quản lý sản xuất mà. Thì mình có từ thiếu phây. Công đoạn tiếp theo là công nhân bảo dưỡng form khuôn định hình. Bảo dưỡng xuyên thấu nguyên cung. Bảo dưỡng xuyên thấu nguyên cung. Form định hình mình đã học ở trên rồi, là từ xuyên thấu, bảo dưỡng, bảo dưỡng. Công đoạn tiếp theo là công nhân thu phát dao và khuôn. Sâu pha tao. Sâu pha tao mố chư. Mình copy lại cái từ này. Sâu pha tao mố chư thành một nhá. Tiếp theo là công nhân bảo dưỡng xe dòng liệu. Bảo dưỡng u liếu chưa nguyên cung. Bảo dưỡng u liếu chưa nguyên cung. Tất cả các từ này thì mình học rồi, mình ghép vào thôi. Bảo dưỡng xe dòng liệu. Công đoạn cuối cùng của bộ phận xương quản là công đoạn điều phối form và khuôn định hình. Từ này là từ theo. Mình sẽ có lại một chút lỗi trong lúc mình đánh. Thì như ở trên thì mình có từ điều phối mà. Theo. Theo phây. Đấy. Theo phây xuyên thấu nguyên cung. Theo phây xuyên thấu nguyên cung. Chúng ta đi bộ phận tiếp theo, bộ phận số 5 là kho thành phẩm, chẩn phẩm trang. Công đoạn đầu tiên là công nhân bốc công, thì mình có từ ban yên công. Ban yên công thì mình có từ bốc công là từ bốc đấy, lúc nãy mình đã học rồi, là từ ban yên là vận chuyển. Đấy. Công đoạn thứ hai là công đoạn cân hàng. Chân trùng. Chân trùng thì mình có động từ cân là động từ chân. Đấy, cái cân là chân tự. Đấy, cái cân. Còn đây là cân, động từ chân. Trùng. Trùng là cái thể trạng. Thì trùng là cái thể lượng, cái trọng lượng. Tiếp theo là khai bù. Khai bù. Khai bù. Đấy, khai bù. Một câu tiếp theo là thống kê. Thống chỉ, thống chỉ. Công đoạn tiếp theo là công đoạn đóng thùng, niêm phong thùng. Trang xiang, phân xiang. Trang xiang, phân xiang. Đóng thùng mà là từ trang, còn niêm phong là từ phân. Đấy, mình có hai cụm đấy. Tiếp theo là lĩnh liệu, lĩnh liệu. Này, cái này quá quen thuộc rồi. Công đoạn tiếp theo là quét mã vạch, xào méo. Xào méo, xào méo là mình quét, quẹt. Đấy. Công đoạn tiếp theo là hỗ trợ vận chuyển kiểm hàng. Xía trụ yên hùa ban yên. Xía trụ yên hùa ban yên. Thì trong này mình có từ xía trụ đã học ở trên là hỗ trợ vận chuyển ban yên. Kiểm hàng là yên hùa. Tất cả các từ này thì đã học rồi, mình ghép vào thôi. Công đoạn tiếp theo là vận chuyển khu hàng đã kiểm. Ý yên chư ban yên.
ỷ yền chư ban uyên, thì mình có đã kiểm là ỷ trinh triển yền, đúng không ạ? Thì mình viết tắt thành, viết tắt thành ỷ yền đã kiểm. Khu, khu là chư đúng không, chư trong chư uy. Đấy. Thì mình có khu hàng đã kiểm là ỷ yền chư, vận chuyển là ban uyên. Công đoạn tiếp theo là xuất hàng, chu hùa, chu hùa. Đấy. Bộ phận kho thành phẩm là rất bận, xuất công xuất hàng. Đấy. Bốc vác bốc công. Tiếp theo công đoạn cuối cùng của bộ phận kho thành phẩm đấy là quản lý khu hàng đã kiểm, ỷ yên chu thang quản, ỷ yên chu thang quản. Thì mình có cái khu hàng đã kiểm như đã học ở trên là ỷ yên chu thang quản. Thang là cái kho đấy. Quản trong quản lý, quản lý à, chưa? Kết thúc nội dung công việc của kho thành phẩm, chúng ta đi tiếp theo đến bộ phận máy bóng, pao quang. Đấy, gọi phí pao quang. Nội dung công việc đầu tiên là vệ sinh giày, chinh chía, chinh chía, chinh chía làm sạch, làm vệ sinh. Tiếp theo là công đoạn công nhân lau dầu bóng, cha xía rủ yuán cung, cha xía rủ yuán cung. Thì mình có từ lau là từ cha, cha lau qua lau lại, cha dầu bóng, dầu bóng rủ. À. Công đoạn tiếp theo là công nhân đánh bóng, pao quang yuán cung, pao quang yuán cung, đánh bóng, pao quang đấy, hay gọi là mài bóng đấy. Công đoạn tiếp theo là công nhân sửa màu, cải sửa yuán cung, cải sửa yuán cung. Sửa là từ cải hoặc là siêu cải, màu là yến sửa, siêu cải yến sửa, thì mình nói tắt là cải sửa. Công đoạn tiếp theo là công nhân pha màu, théo sửa yuán cung, théo sửa yuán cung. Tương tự thì mình có cũng có cụ pha hay còn gọi là điều chỉnh mà, théo chỉnh, màu là yến sửa. Thì mình có pha màu là théo chỉnh rén sửa. Thì mình viết tắt thành là théo sửa, giống như từ cải sửa trên, được chưa? Công đoạn cuối cùng của bộ phận mài bóng là công nhân phun sơn, phân chi yuán cung, phân chi yuán cung. Phân chi, phân là phun này, chi là sơn. Đấy, mình có cụ phân chi là phun sơn. Tiếp theo chúng ta đến với các nội dung công việc của bộ phận công vụ. Nội dung đầu tiên là công nhân phun sơn. À xin lỗi, đấy là của mài bóng. Nội dung đầu tiên là công nhân lò hơi, cua lú cung, cua lú cung. Thì mình có cái lò hơi, lò hấp, lò nóng đấy, là cua lú. Đấy. Tiếp theo là công nhân phòng cắt khuôn, cưa bản pháng yuán cung, cưa bản pháng yuán cung. Thì mình có từ phòng cắt khuôn là cưa bản pháng. Đấy. Cưa là cắt mà, bản là cái khung, cái khuôn. Tiếp theo, công đoạn tiếp theo là công nhân cơ điện, tiền cung, tiền cung. Tiền là điện, cung thì mình viết tắt của từ yuán cung, thì mình có từ công nhân cơ điện là tiền cung, rất ngắn gọn. Tiếp theo là công nhân cơ khí, cung trấn hàn cung, cung trấn hàn cung. Đấy. Bên cơ khí mà, bên hàn ấy. Nội dung công việc tiếp theo là công nhân điều hòa, khủng théo quấy siêu cung, khủng théo quấy siêu cung. Thì như các bạn đã biết thì bộ phận công vụ là bộ phận mà quản lý về các máy móc điện này của nhà máy. Thì ở đây mình có từ điều hòa là khủng théo, ý là điều chỉnh nhiệt độ không khí. Quấy siêu là sửa. Đấy. Tiếp theo một câu số 72 là công nhân cơ điện trực ban, trứ ban tiền cung, trứ ban tiền cung. Thì mình có từ trực, trực là trứ mà, trứ ban là trực ban, cơ điện là tiền cung. Và công đoạn cuối cùng của bộ phận công vụ là công nhân tợ mộc, cung trấn mù cung, cung trấn mù cung. Thợ mộc mà, mù, mù là mộc là cái cây đấy. Thì mình có từ mù cung là thợ mộc. Chúng ta đi tiếp theo đến công đoạn của bộ phận kỹ thuật và khai thác.
Hai bộ phận này thì có tính tương đồng, cho nên mình sẽ gộp lại. Nội dung công việc đầu tiên là xỏ dây gấp hộp. Chứa này hứa. Chứa này hứa. Cái này là chỉ có gấp hộp không thôi. Gấp hộp. Chứa này hứa thì mình có từ gấp. Gấp là chứa. Cái hộp bên trong này hứa. Nội dung công việc thứ hai là ép lót mặt và nhồi giấy. Ya xía tiền yến cung. Ya xía tiền yến cung. Công đoạn tiếp theo là công đoạn dán trang trí. Thia sư phiền. Thia sư phiền. Mình có động từ dán rồi. Động từ rất quen thuộc là thia. Thia sư phiền. Sư phiền sư là cái những cái vận dụng để trang trí. Nội dung công việc tiếp theo là công nhân kỹ thuật lót. Nầy lỉ chi sụ yuán cung. Nầy lỉ chi sụ yuán cung. Thì mình có từ lót ở bên trong ấy. Nầy lỉ mà, ở bên trong mình gọi mình lót. Công việc tiếp theo là vận hành máy chặt phụ liệu. Chái phu liệu chi chào chủ yuán cung. Thì mình có từ công nhân vận hành rất quen thuộc, chào chủ yuán cung. Chặt là trái, phu liệu, phu liệu là cái phụ liệu, cái nguyên phụ liệu. Công đoạn tiếp theo là công nhân trung tâm khuôn mẫu. Mú chỉ trung xin yuán cung. Mú chỉ trung xin yuán cung. Thì mình có cái khuôn mẫu rồi, là mú chi rồi. Trung tâm là trung xin. Công đoạn tiếp theo là xử lý, quét keo dây viền. Quấy theo xoa treo yuán cung. Quấy theo xoa treo yuán cung. Thì mình có từ dây viền là quấy théo, là cái dây mà xung quanh đấy, quấy théo. Quét keo, xử lý keo là xoa treo. Công đoạn tiếp theo là xử lý quét keo đế. Tả tỉ xoa treo yuán cung. Tả tỉ xoa treo yuán cung. Thì mình có từ đế. Tả tỉ. Nội dung công việc tiếp theo là quét keo mắc gót. Xoa treo hậu cân beo. Xoa treo hậu cân beo. Thì mình có cái từ mắc gót là hậu cân beo. Công nhân kho liệu. PCC. PCC yuán liệu chang yuán cung. Thì mình có từ kho liệu mà. Kho liệu, liệu là yuán liệu, nguyên vật liệu. Chang là kho. Kho liệu, kho nguyên liệu. Yuán liệu chang. Tiếp theo là mẫu số 84, công nhân liệu đế. Tả tỉ liệu yuán cung. Tả tỉ liệu yuán cung. Thì mình có từ liệu đế là tả tỉ liệu. Mẫu câu số 85 là công nhân kỹ thuật liệu. Chái liệu chi sụ yuán cung. Chái liệu chi sụ yuán cung. Các cái từ này thì mình cũng rất quen thuộc rồi. Nguyên liệu, chái liệu, yuán liệu, đúng chưa? Tiếp theo, lỉnh liệu. Hầu như là các bộ phận nào cũng có cái công nhân có công đoạn lỉnh liệu, đúng không? Bộ phận nào cũng cần có nguyên vật liệu. Thì mình có từ lỉnh liệu yuán. Công đoạn tiếp theo là máy xuân mũi. Xua thấu chưa yuán cung. Xua thấu chưa yuán cung. Xuân mũi mà. Xua, ý là mình may cho nó chun, nó xuân lại. Xua thấu chưa là máy xuân mũi. Máy may vi tính. Điện não chưa chi chi thao chua yuán. Điện não chưa chi chi thao chua yuán. Thì mình có cái từ máy may vi tính ấy. Điện não chưa chi chi. Đấy, cái này là máy may vi tính. Công đoạn tiếp theo là kỹ thuật viên tập sự. Khuôn dưỡng, dao khuôn đồng. Mú chỉ tao mú thống mú sứ xí chi sụ yuán. Mú chỉ tao mú thống mú sứ xí chi sụ yuán. Thì mình có từ khuôn là mú chỉ, khuôn dưỡng đấy. Dao là tao múa, khuôn đồng là thống múa, mình viết tắt mà, thống múa hoặc là thống múa đều được. Kỹ thuật viên là chi sư yuán, tập sự là sứ xí, được chưa? Công đoạn tiếp theo là kỹ thuật viên tập sự. Sửa khuôn,
ca. Sử sĩ chi sư yến siêu mũ chư A ban. Sử sĩ chi sư yến, kỹ thuật viên tập sự như đã học ở trên. Sửa khuôn là siêu mũ chư, ca là A ban. Câu đoạn tiếp theo là sửa khuôn và hàn. Siêu mũ hàn chia, siêu mũ hàn chia, sửa chữa mà. Siêu khuôn là mũ, viết tắt của từ mũ chư, và hàn là hàn chia, đúng không? Hàn và nối các chi tiết lại với nhau thì mình có từ hàn chia. Chúng ta đi tiếp theo, mẫu câu số tiếp theo là phun. Cát sửa khuôn. Phun cát sửa khuôn. Siêu múa phân sa. Siêu múa phân sa. Thì trong này mình có từ cát là sa và phun là từ phân. Lúc nãy mình có từ phun sơn, các bạn nhớ không ạ? Phân chi đấy, thì bây giờ mình có từ phun cát là phân sa. Sửa khuôn, siêu múa. Mỗi câu tiếp theo là kỹ thuật viên si. Si chi sư yến, rất đơn giản đúng không ạ? Kiểm tra viên si. Si kiểm tra yến, cũng thế. Phun cát, phun sơn, đấy, mình vừa nói ở trên xong. Phân chi, phân sa, đấy. Câu đoạn tiếp theo là dịch sách hướng dẫn SOP. Dịch sách hướng dẫn SOP. Thì mình có từ phan y sô minh sô. Phan y sô minh sô SOP. Dịch là gì? Là phan y. Sách hướng dẫn là sô minh sô. Tiếp theo là công đoạn công nhân cắt dưỡng. Cưa trứ bản yến cung. Cưa trứ bản yến cung. Thì mình có từ cắt là từ cưa hoặc là từ thái đấy ạ. Dưỡng là trứ bản. Đó. Công đoạn tiếp theo là thao tác máy cắt tự động. Tư tùng cưa bản chi thao chủ yến cung. Tư tùng cưa bản chi thao chủ yến cung. Thì mình có từ máy cắt tự động là tư tùng cưa bản chi. Đó. Nội dung tiếp theo là công nhân làm khuôn. Chư chùa mũ bản yến cung. Hoặc là chư chùa mũ bản yến cung. Đấy. Thì mình có cứ từ múa bản đấy, mình có hai cách đọc là múa bản hoặc là múa bản. Động từ làm là từ trư chùa. Đấy. Công đoạn tiếp theo là công nhân hoàn chỉnh kỹ thuật. Chi sụ chứng xính yến cung. Chi sụ chứng xính yến cung. Toàn là những từ rất quen thuộc rồi. Công đoạn tiếp theo là dán dây viền. Thia quấy theo yến cung. Thia quấy theo yến cung. Chúng ta đã học hết rồi thì bây giờ các từ ngữ mình chỉ ghép lại thôi, rất đơn giản. Công nhân dán đế, thia tả tỷ yến cung, đúng không ạ? Thia là dán, tả tỷ đế. Đấy. Chúng ta đi công đoạn cuối cùng của bộ phận kỹ thuật khai thác, đấy là máy trụ một kim. Tan chân cao thấu chưa thao chùa yến. Cái này là công nhân thao tác máy trụ một kim đấy. Tan chân cao thấu chưa thao chùa yến. Máy trụ một kim mà. Một kim ý là chỉ có một kim thôi. Một là đơn. Thì mình có từ tan chân chưa? Đấy, cái đấy là một kim. Cao thấu chưa? Máy trụ một kim nhé. Rồi, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và hy vọng rằng bài học của lớp học tiếng Trung học Anh sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình lao động và làm việc. Tiếp theo đến với chủ đề hôm sau thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về phần lượng từ trong tiếng Trung rất bổ ích trong cuộc sống hàng ngày cũng như là trong công việc. Các bạn hãy nhấn like và theo dõi, chia sẻ thật nhiều, ủng hộ thật nhiều lớp học tiếng Trung Bảo Anh nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Zaijian.